Đang đang đánh một đôi trước mặt thế là đang đấu rồi, tự nhiên lại hôm nay mang hai mồi, tự nhiên lại có một con đéo biết ở đâu phi mẹ vào cạnh một con mồi đang treo ở xe máy này, đang treo hai con hai bên, xem con nào về thì chết con đấy, chơi cả đôi luôn, máy quay lia hai góc. Vừa nay có anh đẹp trai nhiệt tình thế, anh trả con mồi già của em 5 lít, đang bảo bán có 300 ông giải 500 thì bán nhau, bảo anh giả giảm sâu thêm tí nữa thì em bán. Ông đấy đéo nghe, ông cứ anh thích giảm 15 lít thôi. Vâng. Em nghe anh ơi. Em chưa, đang đây. Vâng. Chưa lên tới nơi anh ơi. Đường lên đấy hơi xa. Ok anh, vâng, tưởng bác hỏi và anh hỏi điện thoại rồi. Vâng, ok anh. Nhưng chắc chắn là bán rồi. Về rồi. Và ok anh nhé. Nghe đây. Xuống dưới chỗ cầu đi. Cầu Ba Thái còn cầu nào nữa. Ồ thì ông phải xuống đây chứ, bây giờ xuống đây mà xem đánh chim thì đi đâu, chả có chim bây giờ, cứ đi đâu.